cầu phao Phong Châu, tỉnh Phú Thọ. Ngay từ sáng sớm, những cán bộ chiến sĩ lữ đoàn 249 binh chủng công binh phải làm công tác kiểm tra tình trạng kỹ thuật, đo độ sâu và lưu tốc dòng chảy. Để một ngày vận hành cầu phao được an toàn, hỏi phải được tiến hành tỉ mỉ chi tiết. Từng khóa mạn liên kết giữa các đốt cầu cho đến các vị trí neo phần thượng lưu, tính toán độ sâu, lưu tốc dòng chảy phải được tính toán kỹ lưỡng. Để đảm bảo cho người dân qua cầu đúng 5 giờ thì cán bộ chiến sĩ lữ đoàn công binh 249 đã thức dậy từ lúc 4 giờ sáng để kiểm tra tình trạng kỹ thuật trên cầu, kiểm tra bến bãi, đảm bảo cho người dân qua cầu được phục vụ nhân dân qua cầu là trách nhiệm, tình cảm của cán bộ chiến sĩ lữ đoàn 249 chúng tôi. Chúng tôi ở đây hơn 2 tháng rồi. Cho dù dài hơn nữa hoặc 1 ngày, 1 giờ, 1 chuyến cuối cùng chúng tôi cũng bảo đảm cho bà con đi lại an toàn. Mới hơn 4 giờ sáng, ở hai phía đầu cầu đã có hàng trăm phương tiện nối nhau chờ xuống cầu phao. Qua 2 tháng cầu phao Phong Châu vận hành đã có trên 23.000 lượt ô tô, gần 524.000 lượt xe máy và hơn 133.000 lượt người cùng phương tiện thô sơ qua cầu an toàn. Ôi, tinh thần bộ đội phục vụ thì quá tuyệt vời, không phải chê một cái gì nữa. Đấy, tên tình của bộ đội đây thì quá nhiệt tình, nhị thương các con này. Hành động tinh thần là rất nhiệt tình, đấy, giúp đỡ bà con đi chợ qua đêm nay hàng lặng. Đấy. Nhiệt tình, quá là ok, nhiệt tình chưa từng có luôn. Ừ, và nói thật, nhiệt tình lắm. Nên các cháu ở đây, các bà rất hài lòng. Ngày qua ngày, những buổi sáng tinh mơ cũng là thời gian cao điểm nhất. Bộ đội không chỉ hướng dẫn người và phương tiện qua cầu, các anh còn kịp thời hỗ trợ những phương tiện chất đầy hàng hóa lên xuống cầu phao. Một công việc đã trở nên quen thuộc và đầy nghĩa tình. Chúng tôi làm ở đây, thấy bà con chở hàng cồng kềnh lên xuống cầu nhọc nhằn vất vả lắm. Và tôi cảm thấy rất là sung sướng khi giúp đỡ được bà con qua cầu và nói lời cảm ơn. Sau 2 tháng, chiếc cầu phao đã trở thành niềm vui cho người dân hai bên bờ sông. Vui vì đi lại thuận tiện, không phải đi đường vòng. Vui vì có sự giúp đỡ của bộ đội và trở thành nhịp cầu nối tình quân dân thêm bền chặt.